Năm 420 đến năm 479, nhà Tống đô hộ nước ta. Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam Bắc Triều. Nhà Tống lên thay nhà Tấn, năm 420 đến năm 479. Độ Tuệ Độ là thứ sử Giao Châu trước đó đã đầu hàng nhà Tống. Đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của nhà Tống. Năm 470, nhà Tống tách hợp phố sáp nhập vào nội địa Trung Quốc. Bản đồ Giao Châu còn lại trong phạm vi vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.